Hi everyone, are you ready for our new lesson today? Okay, what will we study today? Today we will continue Unit 3 at home. In our lesson today will be job and occupations. Okay? Như vậy hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đơn vị bài số 3 at home và các bạn sẽ nghiên cứu về job and occupation, tức là cách nói về nghề nghiệp. Đúng không nào? Now firstly, I will check if you can remember the vocabulary about job and occupation. Bây giờ cô sẽ kiểm tra lại xem các bạn còn nhớ cái phần từ vựng mà mình đã học về các nghề nghiệp hay không các bạn nhé. Now, match the picture with the correct job. Các bạn hãy nối cái nghề nghiệp với lại cái hình tương ứng của nó. Pause the video here to the task itself and then turn back to check the answer. Các bạn hãy dừng video lại và các bạn tự làm phần bài tập này. Sau đó các bạn quay trở lại, chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án các bạn nhé. Now, have you finished? Okay. Now, the first one, very easy. Teacher, I have a teacher. So you have teacher here, right? Now, next, waitress. She's a waitress, yes. Chef. Chef or cook. So, here, right? Taxi driver. Taxi driver? Yes, here. Firefighter. Firefighter? Yes, easy. Doctor. Okay. And the last one, of course, she's a police officer. And I hope that you have all the correct answers. Means that you remember the vocabularies about jobs. Okay? Cô hy vọng là các bạn làm đúng hoàn toàn bài tập này vì các bạn nhớ được những cái từ vựng về nghề nghiệp mà mình đã học trước đây. Thế nào? Ok, now, ask and answer yourself. What is your favorite job? What do you want to be? Ok, các bạn hãy tự mình trả lời cho mình cái câu hỏi là what is your favorite job? Thế cái nghề nghiệp mà con ưa thích nhất là gì? Con muốn làm nghề nghiệp nào trong tương lai? Okay, now, next. So, our lesson today will be about job and occupations. Open your notebook and try out carefully the title of our lesson today. Các con mở vở ra và ghi giúp cô tựa bài ngày hôm nay, đơn vị bài số 3, at home. Lesson 3, job and occupation. Okay? Okay, now, look at the picture. Can you remember who are they? Yes, they are Lan and Hua. Okay, and you can see that Hua is talking about her family, talking about her father and her mother, right? Okay, now you have to listen to the conversation between Hua and Lan and complete the answer. Như vậy bây giờ các con sẽ cùng cô nghe một đoạn hội thoại giữa bạn Hoa và bạn Lan. Bạn Hoa nó đang nói về việc làm của ba và mẹ mình. Các con nghe và hoàn thành các câu trả lời còn thiếu dưới đây. Now read the questions and answer first, then listen and complete the answer. Okay? Bây giờ các con hãy đọc sơ qua cái yêu cầu của đề. Sau đó các con sẽ cùng cô nghe và các con ghi đáp án vào trong vở bài tập các con nhé. Nào, listen. B. Hua's family. 1. Listen, then practice with a partner. Page 34. Tell me about your family, Hua. What does your father do? He's a farmer. He works on our farm in the countryside. He grows vegetables and raises cattle. What about your mom? What does she do? She's always busy. A farmer's wife works hard from morning till night. She does the housework and she helps on the farm. Do they like their jobs? Yes, they love working on their farm. Okay, that's all. Is it clear enough for you? Okay. Can you give me your answer now?
We will check the answer. Okay, the first one. What does Huafa do? He is a farmer. The first one will be farmer. Are you correct? Now, next. What does Huafa do every day? She does the housework and she helps on the farm. Okay. And the last one. How old is her sister? Very easy for you. You can hear that. My younger sister is only 8, right? So we have the answer here. Compare with your answer, okay? Before you read the conversation between Lang and Hua, I would like to revise some vocabulary. Try it out carefully on your notebook. Trước khi mà các bạn đọc bài thì cô sẽ ôm lại một số từ vựng cho các bạn. Ha, các bạn ghi chép cẩn thận vào vở. Now, look at the first one. Tell me about your family, Hua. Tell me about your family, Hua. You have tell somebody about something. Các bạn có cụm từ tell somebody about something. Kể ai nghe về điều gì. So Lan say, tell me about your family, Hua. Kể cho tôi nghe về gia đình bạn đi, Hua. Okay. So, what does your father do? Ba bạn làm nghề gì? He's a farmer. He works on our farm in the countryside. You have farm and farmer. This is a familiar word, right? Đây là một cái từ quen thuộc, đúng không các bạn? Farm, nông trại. And farmer, người nông dân. So he's a farmer. He works on our farm in the countryside. What does he do? He throws vegetables and tresses cattle. You have grow vegetable. He is growing vegetable. Throw vegetable. Throw. Các bạn có động từ throw, trồng. And you have grow vegetables, trồng rau. Throw flowers, trồng hoa. Throw, trồng. Ha. And tresses cattle. You have raise, raise, raise. Các bạn có động từ raise, chăn nuôi. And you can see here, he raised cows and pig. They are called cattle. Cattle. Gia súc. So, raise cattle. Chăn nuôi gia súc. Okay. Now, the next. What about your mom? What does she do? She's always busy. She's very busy. She will have from morning to night. From morning to night. She's very busy. She will have from morning to night. You have rapid season. Till. And for the phrase, from morning to night. Từ sáng cho đến tận tối. Till là một giới từ các bạn ha. Và cả đây các bạn sẽ có cụm từ from morning to night. Từ sáng sớm cho đến tận tối. Now, so, she did the housework and she helped on the farm. Do they like that job? Yes, they love working on their farm. Remember, love working, love sharing. Okay. Như vậy các bạn thấy ở đây cô có gạch dưới một cái cấu trúc, đó là sau động từ love. Các bạn nhớ dùng cô là dùng động từ thêm ing, love working. Now next, do you have any brother or sister? Yes, I have a younger sister. You have younger sister or elder sister. Younger sister, em gái. Elder sister, chị gái. So, you also have younger brother and elder brother. Okay, and she's only 8. So, that's all about the vocabulary. Copy down carefully. Okay, now, repeat after me. Tell somebody about something. Farm, farmer. Throw vegetables. Throw flowers. Raise. Oh, I'm sorry. Not here, huh? Cattle. Till. From morning to night. Younger sister. Elder sister. Okay. Now, I will check if you can remember the vocabulary. Okay? Now, look at the first one.
Yes, raw vegetable. The next one, raise cattle, right? And he is a farmer, okay? She's very busy, so she work hard from morning till night. Okay, you can remember grow vegetable, raise cattle, farm, farmer, and from morning till night. Okay, good job. Now you will read the conversation about Hua's family again, and then answer the question with true or false. Bây giờ các bạn sẽ đọc lại đoạn hội thoại giữa bạn Lan và bạn Hoa và trả lời 4 câu sau đây cho cô biết 4 câu này là true hay false. Now for the video here, do the test yourself and after that come back and check the answer. Như vậy các bạn hãy dừng video lại, làm bài tập và sau đó quay trở lại cùng cô kiểm tra đáp án các bạn nhé. Okay, have you finished? Now we will check the answer. The first one. Hua's father works on a farm in the countryside. Hua's father works on a farm in the countryside. Is it right? You can say, Hua say, he works on our farm in the countryside. So, number one, this is true. Okay. Now, number two. Her mother is a housewife. Do you remember the word housewife? Housewife, người nội trợ. Người nội trợ, công việc nội trợ. So, about mom, she's always busy. She works hard from morning to night. She does the housework and she helps on the farm. So, she is a housewife. This is true, right? Mẹ làm rất là nhiều việc, đúng không nào? Mẹ rất là bận rộn, làm từ sáng đến tối. Mẹ làm việc nhà, rồi mẹ giúp thêm công việc ở nông trại. Cho nên cái câu mà nói là mẹ của bạn ấy là một người nội trợ. Is that? Okay. Now, number three. They aren't happy to work on their farm. They aren't happy. They are unhappy. So you can see here, they love working on their farm. So means that they are happy to work on their farm. So number three will be false. You have they are happy, not aren't. Okay. And number four, Hua has many brother and sister. Many brother and sister. And you can see in this conversation, Hua say, I have a younger sister. Only one. Only a younger sister. So, many brother and sister, this is false. The correct answer will be Hua has a younger sister, right? So, you can remember about Hua family, right? Her father is a farmer, he works on a farm. Her mother is a housewife, she's very busy. She works from morning to night. And Hua has a younger sister. And she's only 8. This is about Hua's family. Okay? Now, you have to remember the way to ask and answer about a job and occupation. Number one, what does he do? What does he do? Or what is his job? This is a way you ask and answer about job and occupation. Đây là cái cách để mà chúng ta hỏi về một nghề nghiệp, một công việc của một người nào đó. Thì lớp 6 các bạn có học câu hỏi what do you do? Bạn làm nghề gì? Đúng không nào? Thì bây giờ khi mà bạn Lan muốn hỏi bạn Hoa là ba của bạn làm nghề gì, bạn ấy sẽ hỏi what does he do? In other way, you have what is his job? His job, công việc của ông ấy là gì? And you will answer, he's a farmer. Okay. Or, his job is a farmer. Okay, too. The next one. Where does a farmer work? Can you answer? Where does a farmer work? Of course, a farmer works on the farm.
He works on the farm. Okay, now copy down the remember carefully, please. Các bạn ghi chép lại phần remember giúp cô ha. So, you say that you see that we have two ways to ask about job and occupation. Như vậy các con thấy là chúng ta có hai cách để chúng ta hỏi về công việc hoặc là nghề nghiệp của một người, đúng không nào? Chúng ta có thể hỏi what does he do? Chúng ta cũng có thể hỏi what is his job? This is the two way to ask about job and occupation. Now look at the first one. What do you do? Bạn làm nghề gì? Như vậy chúng ta sẽ có một cách hỏi khác tương ứng với câu hỏi what do you do? This is what is your job? Okay, do the same with number 2, 3, 4, 5. And then turn back to check the answer. Bây giờ các bạn hãy dừng video lại và làm cho cô câu 2, câu 3, câu 4, câu 5. Sau đó các con quay trở lại cùng cô kiểm tra đáp án các con nhé. Okay, have you finished? Now, we will check the answer. Number 2, what does she do? Means that, what is her job? What does she do? What is her job? Number 3, what does your father do? You can see, what is your father's job? Ở đây các con lưu ý cho cô, khi người ta cho mình chủ từ là you, mình đổi thành sở hữu là your, chủ từ là she, mình đổi thành sở hữu là her. Còn khi chủ từ là một danh từ, ví dụ ở đây là your father, thì sở hữu của nó các bạn phải s phía sau giúp cô. What is your father's job? Công việc của ba bạn, nghề nghiệp của ba bạn là gì? Ok. Number 4, what is his job? What is his job? Mean that what does he do? His and he. Ở đây người ta cho là what is his job sở hữu, thì khi các bạn đổi thành chủ ngữ nó sẽ là he. Và tương ứng với he thì ở đây các bạn phải mượn trợ động từ là does. Vậy câu của chúng ta là what does he do? Ok. The last one. What is your mother's job? So the subject here will be your mother. Như vậy chủ ngữ của chúng ta sẽ là your mother, đúng không con? Vẫn là chủ ngữ số ít. Và các con vẫn phải mượn trợ động từ là does. Vậy câu hỏi của chúng ta sẽ là what does your mother do? Is it clear enough for you? Write these sentences carefully in your exercise notebook. Các con ghi chép cẩn thận cái phần này vào vở bài tập các con nhé. Okay, now answer about yourself. What do your parents do? What do your parents do? What does your mother do? What does your father do? Do you have any brother and sister? What do they do? Write the answer in your exercise notebook. Bây giờ các bạn hãy viết những cái câu nói về công việc, nghề nghiệp của ba mẹ mình vào trong vở bài tập các bạn ha. Các bạn có anh em trai hay là chị em gái gì không? Nếu có những người đó làm công việc gì, các bạn cũng viết ra giúp cô ở trong vở bài tập các bạn nhé. Ok, now that's all about our lesson today. And this is your homework. Please learn by heart two words and remember. Copy works. Okay, and you can watch video about the topic, means that about a job and occupation at the link here. You should do the exercise and then repair for unit 3. Okay, now that's all about our lesson today. Goodbye and see you next time. Ở nhà các con nhớ là hãy copy từ, học từ vựng và cấu trúc ngữ pháp. Sau đó các con có thể truy cập vào cái link mà cô cho ở đây để mà các con xem thêm một số những cái video về công việc, nghề nghiệp chẳng hạn ha. Các con làm bài tập theo yêu cầu của cô và chuẩn bị tiếp cho cô đơn vị bài số 3, bài tiếp theo của chúng ta các bạn nhé. Cô chào tạm biệt các bạn.